Thưa quý vị thân mến, hôm nay ban tổ chức thật hân hoan và hân hạnh được chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị khách quý đã về đây đông đủ để tham dự chương trình tưởng niệm cố nhạc sĩ Phạm Duy nhân kỷ niệm ngày giỗ lần thứ nhất của ông. Kính thưa quý vị, hai người dẫn chuyện hôm nay, tôi Đỗ Trung Quân và cô Lệ Thu, nhân cuối năm cũ và chuẩn bị đầu năm mới, xin gửi đến quý vị lời chúc an khang, bình an và thành công. Kính thưa quý vị, trước khi thưa chuyện cùng quý vị, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị những vị khách đặc biệt đã về đây tham dự. Xin được trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, nhà sử học Dương Trung Quốc. Và xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Phước Vũ, chủ tịch tập đoàn Tôn Hoa Sen. Và hôm nay chương trình được nở ra tưng bừng như thế này là nhờ vào cái tấm lòng yêu nhạc Phạm Duy của ông Tôn Hoa Sen, Lê Phước Vũ. Một lần nữa xin quý vị cho một tràng pháo tay nữa. Và xin được trân trọng giới thiệu thi sĩ Phạm Thiên Thư. Trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Nhã. Nhà phê bình văn học ở Paris, Đặng Tiến. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng. Nhà thư pháp Viên Ngộ. Nhà thơ Nguyễn Trọng Kha. Nhà thơ Mặc Phong. Cô Mi Chen Mai Phương Thảo, giám đốc Việt Art Center California. Và xin được trân trọng giới thiệu Trung tá Nguyễn Đình Bật, bút danh nhà thơ Đình Nguyễn. Và đặc biệt có gia đình của cố nhạc sĩ Phạm Duy, nhạc sĩ Duy Hùng và nhạc sĩ Duy Cường. Và đại diện một số doanh nghiệp cùng những người yêu nhạc Phạm Duy, các cơ quan thông tấn báo chí. Kính thưa quý vị, trong thời tiết se lạnh của những ngày cuối năm, bất chợt nghe một giai điệu của nhạc Phạm Duy, có lẽ những người yêu nhạc Phạm Duy đều cảm thấy chạnh lòng, thương tiếc người nhạc sĩ tài ba đã vĩnh biệt cõi trần. Kính thưa quý vị, khi nhớ tới ông, tới âm nhạc của ông, chúng ta nhớ tới một nhạc sĩ suốt cả cuộc đời của mình, hành trình của mình đã khóc cười theo mệnh nước nổi trôi suốt một thế kỷ. Trong cuộc đời của ông chưa từng theo học một trường âm nhạc chính quy nào. Và giữa thời kỳ tân nhạc nở rộ vào năm 1940, ông đã khởi nghiệp bằng một sáng tác phổ thơ của Nguyễn Bính với bài thơ Cô Hái Mơ. Thưa quý vị, 23 tuổi, 1944, nhạc sĩ Phạm Duy 23 tuổi, thì ông vừa là nhạc sĩ, vừa là ca sĩ. Ông là người mà đã viết ở trong một tác phẩm của nhạc sĩ Văn Cao là Tôi là người đi gieo rắc nhạc của Văn Cao trước khi ông chính thức sáng tác rất là nhiều. Và thể loại tác phẩm của ông thì như chúng ta cũng đã biết, sau này thì ông đã chia thành một cái cây giống như cây hệ phả, mà đó là hệ phả của âm nhạc. Chúng ta biết được là ông chia ra rất là nhiều thể loại. Và thực sự bây giờ với cây hệ phả đó thì chính tôi cũng không thể có thể nhớ được hết mà nhắc lại từng cái thể loại
đề tài mà ông đã sáng tác? Vâng, thưa quý vị, ông đã được công nhận là một trong những nhạc sĩ giỏi về phổ thơ và phổ lời Việt cho nhạc ngoại quốc và nhạc bán cổ điển. Nhạc sĩ Phạm Duy mất vào ngày 16 tháng 12 năm 2012 âm lịch. Tang lễ của ông được tổ chức tại nhà riêng. Gia đình đã đưa ông về chôn cất an nghỉ tại Nghĩa Trang, Bình Dương. Và đêm nay, với tinh thần kỷ niệm ngày giỗ đầu của cố nhạc sĩ Phạm Duy, để tỏ lòng kính ngưỡng, thương tiếc một nhạc sĩ tài ba, những người yêu nhạc Phạm Duy đã tổ chức một chương trình với chủ đề Nhớ Phạm Duy. Kính thưa quý vị, trong chương trình đêm nay, chúng tôi có dành riêng 5 phút cho nghi thức đốt nến tưởng niệm một nhạc sĩ lớn của nền âm nhạc Việt Nam đã vĩnh viễn ra đi, và chúng ta sẽ chuẩn bị cho nghi thức đó. Trước khi thực hiện nghi thức đốt nến, ban tổ chức trân trọng mời nhạc sĩ Duy Hùng và nhạc sĩ Duy Cường bước lên sân khấu có đôi lời phát biểu cảm tạ. Xin mời anh Duy Cường và anh Duy Hùng. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón sự hiện diện của hai người con trai cố nhạc sĩ Phạm Duy. Đây là hai thành viên cũ của ban nhạc The Dreamer của những năm 1970 mà chúng ta, những ai ở Sài Gòn đều đã biết tên tuổi. Xin mời hai anh. Chúng tôi xin kính chào quý vị. Tôi là Duy Hùng, con trai thứ ba của nhạc sĩ Phạm Duy. Đứng bên cạnh tôi là Duy Cường, em kế thôi. Chúng tôi xin phép được đại diện gia đình Phạm Duy xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời giờ quý báu đến dự đêm tưởng niệm bố chúng tôi, nhạc sĩ Phạm Duy. Chúng tôi rất lấy làm vinh dự và xúc động được hội ngộ quý vị trong tối nay, một đêm tưởng niệm thiêng liêng này. Xin chân thành cảm ơn ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Tôn Hoa Sen đã tài trợ cho chương trình tưởng niệm này. Chân thành cảm ơn công ty Phương Nam Phim đã ủng hộ và đồng hành với chương trình. Chân thành cảm ơn tất cả những tấm lòng đã nhớ đến bố chúng tôi trong ngày giỗ đầu của ông. Chân thành cảm ơn tất cả anh chị em nghệ sĩ đã tham gia với chương trình tưởng niệm nhạc sĩ Phạm Duy tối nay. Chúng tôi xin cúi đầu cảm tạ. Xin kính chúc quý vị được đầy ấp tình cảm trong đêm nay và kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe và an lành trong năm mới. Và xin anh Duy Cường có lời nào không ạ? Thưa quý vị, tất cả những gì Duy Cường muốn nói là anh Hùng đã nói hết rồi. Vâng. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình sẽ là phần đốt nến để tưởng niệm cố nhạc sĩ Phạm Duy. Chúng tôi xin mời những khách mời lên dự nghi thức đốt nến. Nhà sử học Dương Trung Quốc. Xin được trân trọng mời ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Tôn Hoa Sen, bước lên sân khấu để châm ngọn nến danh dự đầu tiên tưởng niệm cố nhạc sĩ Phạm Duy. Trân trọng kính mời thi sĩ Phạm Thiên Thư, một người bạn thơ chí tình của nhạc sĩ Phạm Duy, lên đốt nến. Trân trọng kính mời tiến sĩ Nguyễn Nhã, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng, xin mời các ông. Trân trọng mời nhà thư pháp Viên Ngộ. Trân trọng kính mời nhà thơ Nguyễn Trọng Kha và đại diện của Phương Nam Phim.
trân trọng mời Trung tá Nguyễn Đình Bật, trân trọng mời cô Michelle Phương Thảo, Giám đốc Việt Ạc Center California. Chúng tôi trân trọng kính mời những quý vị mà chúng tôi đã xướng tên. Xin kính mời quý vị lên sân khấu để chúng ta tiến hành một nghi thức trang trọng. Trân trọng mời ông Lê Quốc Ân bước lên sân khấu để đốt nến tưởng niệm cố nhạc sĩ Phạm Duy. Xin nhạc sĩ Duy Hùng đưa ngọn nến cho Chủ tịch Lê Phước Vũ. Anh Triệu Sơn hướng dẫn lên đài đốt nến. Và tiếp theo sẽ tuần tự từng vị khách quý đón nhận ngọn nến nhỏ từ tay ông Lê Phước Vũ để châm vào cây nến chính trên đài tưởng niệm. Trân trọng mời tất cả quý vị cùng đứng lên, chúng ta dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam đã ra đi vĩnh viễn. Xin cầu cho linh hồn cố nhạc sĩ Phạm Duy được ấm cúng vui vẻ nơi thế giới ngàn năm. Xin cầu cho quý khán giả thân mến được bình an và may mắn. Nhạc sĩ Phạm Duy là một người du ca gió sương với trái tim mang nặng tình yêu đến hơi thở cuối cùng. Cố nhạc sĩ đã ra đi vĩnh viễn, nhưng những tác phẩm của ông vẫn còn sống mãi. Suốt cuộc đời của ông đã cống hiến hết mình cho âm nhạc. Trước khi từ giã cõi đời, ông để lại cho nền âm nhạc nước nhà một gia tài vô giá. Xin cảm ơn nhạc sĩ Phạm Duy. Xin cảm ơn tất cả những cảm xúc của ông đã giúp ông để lại cho đời những giai điệu sang trọng, sâu lắng và bất tử cùng năm tháng. Những người Việt Nam hôm nay, mai sau, mãi mãi sẽ yêu quý và trân trọng những tác phẩm từ trái tim nồng nàn cháy bỏng của ông. Kính thưa quý vị, chương trình tưởng niệm đã xong. Trân trọng mời quý vị an tọa và xin trân trọng mời những vị khách quý trở về chỗ ngồi để tiếp tục đồng hành chương trình. Tiếp theo chương trình sẽ là phần giao lưu cùng những vị khách đặc biệt trong chương trình hôm nay. Xin được trân trọng kính mời nhà sử học Dương Trung Quốc, trân trọng kính mời ông Lê Phước Vũ và xin được trân trọng kính mời ông Lê Quốc Ân bước lên sân khấu để giao lưu cùng khán giả thân mến. Kính thưa quý vị khán giả, đây là những khách mời sẽ trao đổi với chúng ta trong chương trình đêm nay. Trước hết cho phép tôi được xin được giao lưu với ông Dương Trung Quốc. Dạ thưa ông, câu hỏi rất là đơn giản. Ông đã nghe nhạc và cảm nhận âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy
từ lúc nào và như thế nào? Dạ đơn giản vậy thôi ạ. Kính thưa các thành viên trong gia đình cố nhạc sĩ Phạm Duy, kính thưa tất cả các quý vị, nói thật chính xác thì thực ra tôi mới có cơ hội tiếp xúc nhạc sĩ Phạm Duy cách đây đúng 5 năm. Nhưng có lẽ tất cả những người Việt Nam thuộc thế hệ chúng tôi, đặc biệt là những người dân sống ở Hà Nội, sinh ra Hà Nội, đều biết đến tên tuổi và nhất là những cái bản nhạc Phạm Duy. Có thể nói từ góc nhìn của một người nghề nghiệp, của một người làm lịch sử, tôi cũng cảm nhận ông là một nhà sử học, một người đồng nghiệp của chúng tôi, nhưng viết lại lịch sử bằng âm thanh, bằng âm nhạc. Bởi vì trong mỗi bài hát ra đời trong một thời điểm cụ thể, trong một hoàn cảnh, một tâm trạng cụ thể, nó chứa đựng ở đó tất cả cái tình tự của thế hệ mình và rộng lớn hơn là cả dân tộc của mình. Chúng ta có thể, tôi không phải là người phân tích về âm nhạc và thực ra cũng chưa thể có thể được tiếp cận với tất cả những tác phẩm hết sức đồ sộ của Phạm Duy. Nhưng mỗi bài hát cất lên, chúng ta đều thấy ở trong đó tất cả cái gì mà dân tộc cha đã trải qua. Trước hết là gần một thế kỷ mà chính Phạm Duy là một nhân chứng. Tôi có may mắn nữa, cách đây một năm thì do hoàn cảnh không vào có mặt trong cái ngày tiễn đưa ông đến nghỉ cuối cùng. Nhưng hôm nay có cơ hội được tiếp xúc với quý vị ở đây để chúng tôi muốn nói lên lòng trân trọng của mình đối với ông và muốn chia sẻ sự trân trọng ấy bằng cách trong điều kiện cho phép để cho âm nhạc của Phạm Duy được đến với đông đảo công chúng hơn, nhất là công chúng ở phía Bắc. Vì thế cái lần đầu tiên được gặp ông cách đây 5 năm là chúng tôi tổ chức cái buổi đầu tiên để ông giới thiệu Kiều Ca, gồm rất nhiều cái đoạn khúc mà ông sáng tác từ trên cái tác phẩm của thi hào Nguyễn Du. Sau đó chúng tôi được may mắn đón tiếp cả nhạc sĩ Phạm Duy cùng giáo sư Trần Văn Khê trong một chương trình nói về một lĩnh vực mà có thể nói ông có rất nhiều đóng góp, và dùng câu chữ nhà nghề là một người rất là thiện nghệ trong cái việc phổ nhạc cho những bài thơ nổi tiếng, như câu chuyện mà tác phẩm của Nguyễn Bính được coi như là sự khởi đầu cho con đường âm nhạc của ông. Và lần thứ ba chúng tôi cũng rất là vinh hạnh là đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ Hàn Mặc Tử, chúng tôi lại có cơ hội được giới thiệu với đông đảo công chúng ở Hà Nội những cái trường ca Hàn Mặc Tử mà ông chia sẻ với một người bạn nghệ sĩ có thể nói cũng là cùng thời với ông. Chúng tôi muốn phản ánh ở đây với các bạn sống ở trong Nam là công chúng vẫn đón nhận ông một cách rất nồng nhiệt. Thế hệ chúng tôi, hoặc đặc biệt là hơn cả chúng tôi nữa, những người đã say mê Phạm Duy từ những ngày Hà Nội xa xưa cho đến rất nhiều các bạn trẻ, và có cả những cái nhà chính khách cũng đến dự, có Phó Thủ tướng cũng đến dự, có Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao, Du lịch cũng đến dự, và họ đến với sự chia sẻ một cái giá trị mà tôi tin rằng nó sẽ vượt qua tất cả những mặc cảm một thời để nó tồn tại vĩnh viễn trong cái pho sử âm nhạc Việt Nam nói riêng và cái lịch sử của dân tộc Việt Nam nói chung. Với lòng trân trọng ấy, chúng tôi rất cảm ơn ban tổ chức ngày hôm nay đã dành cho tôi có mặt ở đây để chia sẻ với tất cả các quý vị tất cả những cái tác phẩm ấy. Chúng tôi cũng có ghi lại một cách trung thực và tư liệu thôi của ba cái sinh hoạt âm nhạc của Phạm Duy. Và tôi cũng muốn nói thêm rằng là sau khi nhạc sĩ qua đời thì cũng tại Hà Nội chúng tôi được đón những người con của Phạm Duy ra tổ chức một đêm cũng lấy cái tên là Nhớ Phạm Duy. Tôi cũng muốn nói thêm một điều nữa là mong muốn của tôi khi bác Phạm Duy chưa mất ý, là muốn có một cái buổi giới thiệu một cái di sản nó rất quý và rất hợp với thời đại của chúng ta. Có thể nói Phạm Duy là người đi sớm nhất trong công cuộc hội nhập với thế giới về âm nhạc, bằng việc không phải chỉ là dịch mà là hoàn toàn chuyển ngữ, trao truyền những cái giá trị của nhân loại
của rất nhiều cái nền âm nhạc các quốc gia khác nhau bằng cái ngôn ngữ tiếng Việt rất điêu luyện của ông. Tôi rất là muốn tổ chức một cái buổi như vậy để nói rằng Phạm Duy có rất có công là cái cầu nối hội nhập với bạn bè thế giới bằng ngôn ngữ âm nhạc. Rất tiếc là chuyện đó không thành. Nhưng tôi tin một điều, Phạm Duy là người rất ham sống và ông nghĩ về cái chết rất đơn giản. Ông tin rằng mình sẽ sống mãi, không phải hồn ông bay lơ lửng ở đâu đó mà đọng trên môi tất cả chúng ta, những người yêu quý Phạm Duy và chừng nào chúng ta còn hát nhạc của Phạm Duy. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn những lời phát biểu của nhà sử học Dương Trung Quốc. Và tiếp theo, Lệ Thu xin được giao lưu với nhà doanh nghiệp, nguyên Chủ tịch Liên hiệp Hội May Việt Nam Lê Quốc Ân. Dạ thưa anh, em có được cái duyên là gặp gỡ anh vào cái ngày mà đưa tiễn bác Phạm Duy ra Nghĩa Trang Bình Dương. Và ngày đó là ngày lần đầu tiên em được gặp anh. Thì nghe anh ca một ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy mà nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ từ nhạc ngoại quốc Chủ Nhật Buồn. Thì hôm nay trong chương trình tưởng niệm nhạc sĩ Phạm Duy, em cũng xin phép được anh chia sẻ với quý khán giả. Đối với nhạc Phạm Duy, anh yêu nhất thể loại nào? Và với cái nhạc phẩm Chủ Nhật Buồn đó, anh có một cái suy nghĩ như thế nào mà anh thể hiện rất là cảm xúc? Cảm ơn cô Lê Thu. Kính thưa quý vị, tôi không phải là ca sĩ, không phải là nhạc sĩ. Tôi là một người rất bình thường, tôi đi làm trong doanh nghiệp. Và phải nói rằng với cái sự trưởng thành từ lúc nhỏ cho đến lớn và bây giờ tôi đã nghỉ hưu rồi, thì mỗi một cái thời điểm như vậy, rất nhiều cái bài nhạc của Phạm Duy không hiểu làm sao nó cứ tự động nó chạy vào trong người và nó động ở đó. Thưa quý vị, lúc nhỏ thì bố tôi đi vắng, tôi ở với mẹ tôi ở một cái làng rất nhỏ, cách thị xã 10 cây số. Thì lúc bây giờ đã là văng vẳng: làng tôi không xa kinh kỳ sang chói, có những cánh đồng càng dài, có những tuê làng ta tới. Rồi lại là vườn dâu xanh ngắn một màu, có đàn gà con nương nấu. Và khi tôi lớn lên, đi học, có tình yêu, thì những ca khúc về tình yêu của Phạm Duy lúc nào nó cũng động lại trong người. Mà chắc ở đây tất cả quý vị đều biết hết những cái ca khúc đó. Trà Lai em yêu, khung trời đại học, con đường Duy Tân, cây dài bóng mang. Rồi em tăng trường về, đường hoa nhỏ nhỏ, vân vân rất nhiều. Thưa quý vị, đặc biệt ở Phạm Duy thì chúng tôi rất là thấm cái tính dân tộc và lòng yêu nước, yêu dân tộc mà mang mát trong tất cả các bản nhạc của Phạm Duy. Ở đây thì chắc quý vị cũng ở trên môi quý vị chắc không thể nào quên được: Việt Nam ngay từ vào đời, Việt Nam hay có nỗi trên làn môi, Việt Nam nước tôi. Và cái bài mà chúng tôi cho rằng thấm thía nhất là bài Tình Ca. Thưa quý vị, cái bài Tình Ca nó đã diễn đạt hết 4.000 năm lịch sử, lúc vui lúc buồn, của cả cái dân tộc chúng ta. Và bằng những lời hết sức dung dị mà cái bài đó nó động lại trong tâm hồn của tất cả chúng ta. Và có một câu chuyện rất vui như thế này tôi cũng xin kể hầu quý vị. Trong cái bài Tình Ca thì cái đoạn 2 á: tôi yêu đất nước tôi, nằm phơi phới bên bờ biển xanh, ruộng đồng vun sóng ra thái bình, nhìn trùng dương hát câu no lần. Những cái câu rất là đơn giản nhưng mà nó đưa ra một cái
cuộc sống rất là thanh bình hồi xưa kia, và bao ngư dân chúng ta bình yên ra khơi đánh cá. Và đến một thời điểm nào đó thì chúng ta không còn được bình yên nữa. Và thưa quý vị, lúc mà tôi còn làm việc ở Hiệp hội Dệt may Việt Nam thì tôi có cùng với báo Nhân dân, chúng tôi phát động một cái phong trào đồng hành doanh nghiệp dệt may Việt Nam với đồng bào biển đảo của Tổ quốc, và kêu gọi các doanh nghiệp đóng góp để trợ giúp đồng bào của chúng ta. Thì tôi hát cái bài tình ca: tôi yêu đất nước tôi nằm phơi phới bên bờ biển xanh, ruộng đồng vun sông xa thái bình, nhìn trung dương hát câu nó lành. Nhưng bây giờ không có nhìn trung dương hát câu nó lành nữa, thì các doanh nghiệp người ta động lòng, người ta ủng hộ rất nhiều, và chúng tôi cũng gửi được rất nhiều tiền về cho đồng bào biển đảo. Thì chỉ thấy là thấy cái tác dụng của âm nhạc Phạm Duy nó lớn như vậy. Và như vậy thì tôi xin tóm tắt như thế này: bằng những lời lẽ hết sức là bình thường, đời thường, nhưng mà những ngôn từ đó khi đã kết hợp với nhau và nó đi vào trong tâm hồn thì nó ở mãi trong đó, nó không ra. Thì đấy là tôi cảm nhận nhạc Phạm Duy như vậy. Vâng, xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, nãy giờ chúng ta thưởng thức một live show mini của anh Lê Quốc Ân, phải không ạ? Và tiếp theo, em xin được, không biết nói như thế nào. Thưa quý vị, giữa Lệ Thu và anh Lê Phước Vũ hình như nó có một cái duyên. Một cái duyên mà Lệ Thu nghĩ rằng là rất là lớn. Thì trước khi giao lưu cùng anh Lê Phước Vũ, xin trân trọng mời quý vị hướng mắt lên màn hình LED xem một đoạn phim ngắn ạ. Tôi muốn nhân cái dịp kỷ niệm 50 năm sáng tác của anh để nói lên một lời công khai là tôi cảm ơn anh lắm. Bởi vì không có Phạm Tiên Thư thì không có Phạm Duy. Xin nói tiếp. Thì thơ của Phạm Thiên Thư thì nó đa dạng lắm. Thì tôi chỉ xin nói đến một cái khía cạnh là trong cái thời đại đó, 1970 ấy, thì là một cái thời mà có thể nói là dân chúng Việt Nam rất là những người yêu nhạc không biết mình sẽ đi đến đâu. Thì bởi thế cho nên tôi gặp lại anh Phạm Thiên Thư thì tôi vớ được cái đề tài là đạo ca giữa thành vách sương mù. Thì lúc bây giờ đó, thì sau khi mà bài thơ đã hay rồi mà làm bài nhạc cho nó có vẻ trơn tru hơn một tí, thì tôi thấy là nó cứu sống được rất nhiều người. Bởi vì sau đó đó, thì khi đi tản cư, di cư sang bên Mỹ ở trong cái vùng mà hết sức là ngoài hương, thì có những em bé đó, đến 7 đến 8 tuổi hát bài Đưa Em Tìm Đậu Hoa Vàng. Thì tôi thấy là xin thành thực lại một lần nữa cảm ơn ông. Dạ, thưa quý vị, những tình cảm rất là chân tình như là hôm nay mới được gặp mặt. Và để có được cuộc hội ngộ hôm nay, tất cả là đều nhờ vào một tấm tình của một người. Như thi sĩ Phạm Thiên Thư đã nói, người ấy đã yêu mến tôi và yêu thơ tôi, đã thân thương đứng ra tổ chức một chương trình. Và hôm nay, ngay giờ phút này, Lệ Thu muốn nhắc lại và muốn giới thiệu người ấy thêm một lần nữa. Em xin trân trọng kính mời anh Lê Phước Vũ bước lên sân khấu. Trong chương trình hôm nay, anh có hai món quà đặc biệt để tặng cho hai nghệ sĩ lớn của chúng ta. Xin quý vị cho một tràng pháo tay nồng nhiệt. Kính thưa sư Phạm Duy, kính thưa nhà thơ Phạm Thiên Thư, thật là vinh dự là kẻ hậu sinh được góp một phần nhỏ bé để tổ chức cái đêm thơ và nhạc
của kỷ niệm 50 năm của nhạc sĩ Phạm Thiên Thư. Có thể nói rằng, cũng như lúc nãy, các cô MC xinh đẹp đã nói rằng đây là hai cái đại thủ của thơ và nhạc của Việt Nam. Đặc biệt là đối với nhà thơ Phạm Thiên Thư, tôi cũng được gần gũi cũng trong thời gian rất là ngắn thôi. Nhưng mà nhận ra đây là một con người có một cái lòng từ bi rất là lớn và có một cái tâm đạo trong thơ của mình. Cái điều tôi rất trân trọng ở nhà thơ đó là trong cái đời sống chúng ta hàng ngày, mọi người phải rất là nhiều lo toan, rất là nhiều điều phải nỗ lực là vượt qua, và những bài thơ của ông và được sự phổ nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy đã giúp cuộc đời chúng ta nó nhẹ nhàng hơn, thi vị hơn và nhiều lạc quan hơn. Đặc biệt là những bài thơ mang tính thiền, mang tính đạo. Đó là những lý do mà tôi với sức một chút nhỏ bé của mình muốn đóng góp cho chương trình hôm nay như là một sự tri ân nhà thơ Phạm Thiên Thư cũng như là nhạc sĩ Phạm Duy. Tôi thật là sung sướng mà mãn nguyện một phần nào ở chỗ xin là chỗ cũ ạ. Dạ, xin ngoài chỗ những người yêu nhạc tôi, hôm nay thì tôi được yết kiến một cái, được tham dự một cái buổi mà có một nhà Mạnh Thường Quân tặng dù là một cái bông hoa không thôi, chưa nói những quả khác, thì tôi mới thấy rằng là chúng ta cũng có thể tin được vào cái sự hiểu biết của giới thương nhân. Tôi bằng phép xin nói câu này, không biết có đúng không, thì tôi hết sức là cảm động. Kính thưa quý vị thân mến, quý vị vừa theo dõi một cuộn clip vào đêm kỷ niệm 50 năm sáng tác của thi sĩ Phạm Thiên Thư, và Chủ tịch Lê Phước Vũ cũng chính là người đã tài trợ cho chương trình đó. Và trong đêm nay, anh cũng tài trợ cho chương trình tưởng niệm nhạc sĩ Phạm Duy. Có lẽ tất cả chúng ta biết đến anh không vì anh là một chủ tịch tập đoàn lớn, mà Lệ Thu tin rằng mọi người biết đến anh là cái tâm đạo và cái tu tập của anh. Một lần nữa, xin tất cả quý vị một tràng pháo tay để cảm ơn Chủ tịch Lê Phước Vũ. Thưa anh, bây giờ em xin anh chia sẻ với quý khán giả là đối với nhạc Phạm Duy là anh yêu ca khúc nào nhất? Và anh đã bắt đầu hát nhạc Phạm Duy từ năm anh bao nhiêu tuổi ạ? Lúc nãy giờ anh Trung Quốc với anh Ân đứng, xin lỗi tôi đứng cho phải phép. Tôi cũng không nhớ là tôi bắt đầu thuộc và thích nhạc Phạm Duy từ khi nào, nhưng mà tôi tin chắc là lúc đó rất là nhỏ, tại vì có lẽ là con người thì ai cũng có cảm xúc, và nhạc, âm nhạc chính là những cái giai đoạn, những cái khoảnh khắc thăng hoa cảm xúc của mình. Cho nên tôi nghĩ rằng ai cũng yêu nhạc cả. Đặc biệt nhạc sĩ Phạm Duy là một thiên tài âm nhạc. Chúng ta có thể nói rằng ông sinh ra để viết những ca khúc, để sáng tác những ca khúc, để mang lại cho tất cả chúng ta một cái niềm vui được cảm xúc khi được nghe nhạc, được hát những bài nhạc, bản nhạc của ông. Chúng ta có thể nói rằng thế kỷ 20 là một thế kỷ mà là một bi hùng ca của lịch sử Việt Nam. Và những sáng tác của ông đã góp phần xoa dịu những nỗi đau, đã an ủi động viên trong những cái bế tắc tuyệt vọng trong cuộc chiến, trong những khoảnh khắc khó khăn nhất của những người Việt Nam. Và đặc biệt là cũng động viên cho mọi người lạc quan hơn để vượt qua những khó khăn đó, để chúng ta tạo ra một đất nước, một cái niềm tin, một hy vọng trong tương lai của đất nước chúng ta. Vì vậy, tôi rất yêu mến nhạc sĩ Phạm Duy và cố gắng làm một điều gì đó
để tỏ lòng biết ơn cái những gì Phạm Duy đã mang đến cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Kính thưa quý vị, những lời nói Lệ Thu thấy rằng là thật là dễ thương. Và thưa anh, trong đêm tưởng niệm nhạc sĩ Phạm Duy, thưa quý vị, đây là Lệ Thu bắt cóc nha. Anh có thể thể hiện một ca khúc nào đó của nhạc sĩ Phạm Duy không ạ? Tôi thì nói thật rong, cái việc này phải nói thật. Cách đây mấy tuần thì tôi đang ở nước ngoài và anh Lê Quốc Ân gọi cho tôi, nói rằng là sẽ tổ chức một đêm nhạc Phạm Duy và tôi sẽ ủng hộ. Và thú thực khi nghe anh Ân nói như vậy, tôi đã quyết định ngay, nói tôi sẵn sàng ủng hộ chương trình. Thì anh Ân, tôi về được khoảng hơn một tuần này thôi, và anh Ân gọi tôi hẹn để tập hát. Và tôi cũng thưa là tôi hẹn anh vào ngày Chủ nhật, nhưng mà tôi quên rằng là những ngày đó tôi đang ở Trung Quốc. Cho nên tối ngày thứ bảy tôi mới sực nhớ là sáng ngày hôm sau tôi bắt đầu rời Phúc Kiến, và tối Chủ nhật tôi mới tới. Tôi phải gọi cho anh Ân ơi, tôi lộn rồi anh Ân, tối ngày Chủ nhật tôi mới về tới. Như vậy là sáng hôm qua anh Ân đi xe lên chở theo một cái anh gì đánh đàn và bắt cóc tôi hát một bài của nhạc sĩ Phạm Duy. Và thú thực thì tôi cũng không biết bài gì, đang có tặng tôi một tập những cái bản nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy. Thì tôi lật tình cờ cái trang đầu tiên mà tôi thấy là bài Ngày Nào Tôi Biết Yêu Em. Ngày nào tôi biết tương tư. Bao giờ biết tương tư. Thì tôi nhớ cái bài này tôi cũng thích từ lâu lắm rồi, lúc tôi mới bắt đầu mười mấy tuổi kìa, bắt đầu hơi biết yêu yêu á. Thì và sau đó tôi cầm tôi hát, mà tôi hát có thể hát được. Thì thôi, hôm nay tôi không phải là ca sĩ, nhưng mà tỏ lòng biết ơn đến nhạc sĩ Phạm Duy, và cũng như là các bạn quý vị ở đây yêu nhạc Phạm Duy, tôi cũng xin hát bản nhạc ngắn như thế. Nếu mà nó không được hay lắm, quý vị thông cảm giùm. Nếu mà không được hay lắm cũng xin vỗ tay ạ. Và em trân trọng mời nhà sử học Dương Trung Quốc ngồi yên tại chỗ, anh Lê Quốc Ân ngồi yên tại chỗ để thưởng thức tiếng hát của anh Lê Phước Vũ. Xin mời nhạc sĩ Giác An khởi đàn. Nếu không được hay anh ngồi yên nha. Tôi xin hát bản nhạc Bao Giờ Biết Tương Tư của cố nhạc sĩ Phạm Duy, phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Chánh. Tình yêu cuối đường
tôi biết, biết yêu em rồi, tôi biết tương tư. Ngày nào biết mong chờ, biết dọn ra buồn vui đời em dưới mưa. Ôi, biết đêm tiêm này vẫn như lòng dây, tình yêu lấp đầy. Và biết quên câu cười, biết cho đôi dòng lệ rơi. Tình yêu đã trở lại đôi mắt đêm ngày với hết đoà đầy. Và áo em phơi bày, ngón tay em dài nhìn yêu không lời. Ngày nào lòng tôi đã biết vui biết buồn, ôm môi tương tư. Ngày nào cánh thiên đường đã mở hé tình yêu là trái táo thơ. Tôi nghe dân cân vào miền môi ngọt đắng tình yêu cuối đời là giấc mơ cuối cùng trôi trắng sau cùng. Mơ cuối cùng trôi trắng sau cùng. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Bó hoa này là của riêng em gửi tặng anh. Thưa quý vị, nếu như nhà doanh nghiệp nào cũng hát hay như thế này thì chắc ca sĩ chết đói quá. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình, một lần nữa Lệ Thu cũng bắt cóc anh Lê Quốc Ân. Vì em thấy anh thể hiện cái ca khúc Chủ nhật buồn trong cái ngày đưa tiễn bác Phạm Duy rất là có hồn. Và trong đêm nay xin anh thể hiện lại ca khúc đó được không ạ? Xin mời anh ạ. Quý vị thân mến ơi, cho một tràng pháo tay nữa. Kính thưa quý vị, cách đây gần một năm, một ngày Chủ nhật, lúc đó là 10 giờ sáng, thì tôi có đến thăm bác Phạm Duy ở bệnh viện 115. Thì bác thấy tôi vào thì bác cởi cái oxy đang đeo trên mũi để nói chuyện. Và tôi thấy thì bác cũng còn rất khỏe. Thế mà 3 giờ chiều thì lại được tin bác mất, quá đột ngột. Và lúc bác mất thì hầu hết các con của bác đều ở nước ngoài. Rồi đám tang của bác cũng một ngày Chủ nhật. Và tôi cảm thấy hình như là nó có một cái gì đấy giữa ngày Chủ nhật và ngày mất của bác. Và trong cái bài Chủ nhật buồn mà bác đã phổ lời Việt thì nó có những câu mà rất là hợp với cái hoàn cảnh lúc đó. Cho nên tôi hết sức là xúc động khi nghĩ về bác và nghĩ về ngày Chủ nhật. Thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị cái nỗi xúc động này. Cầm một vòng hoa đê mê, bước chân về với
sang nhà với trái tim còn nặng nề. Xót xa gì, oán thương gì, đã biển nổi hương chia ly. Trót say mê đã yêu thì lỡ vô duyên còn nặng thế. Ngồi một mình nghe hơi mưa, mặc lệ chàng câu thiêng thu. Gió hiên ngoài nhắc một lời dễ run hoài, dù thương dù dù hơi dù hơi. Chủ nhân nào tôi im hơi vì đời chờ không người ngoài. Bước chân người nhớ thương tôi đến với tôi thì muôn rồi. Trước quan tài khói hương mờ bốc lên như vàng ngàn lời. Dẫu qua đời mặc môi cười vẫn đăm đăm nhìn về người. Hồn lìa rồi nhưng em ơi, tình còn nồng đôi con người. Nhớ cho ai cuối muôn đời có một người yêu không thôi. Người ơi, tiếng hát của anh. À, kính thưa quý vị khán giả, hôm nay là ngày gần như là tròn một năm mất của nhạc sĩ Phạm Duy. Tôi rất bận nhưng cũng thu xếp đến để bày tỏ một chút lòng ngưỡng mộ đối với một người nghe nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy từ nhỏ, từ bé cũng như rất nhiều anh chị em ngồi đây. Xin cảm ơn phần giao lưu của ba vị khách mời đặc biệt. Và tiếp theo, trân trọng mời quý vị thưởng thức tiếng hát của một nữ doanh nghiệp, Lan Hạnh, với một ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy, Nếu Một Mai. Chỉ là gian dối mà thôi.
về sau em có qua cầu không chẳng vì sầu, yêu chẳng còn đâu mà nói chuyện quên nhau. Nếu vì sao quay gót cuốn màu dấu chân sâu in vết không lâu chẳng. Cảm ơn tiếng hát của chị Lan Hạnh. Kính thưa quý vị, vào năm 1948, giai đoạn kháng chiến, nhạc sĩ Phạm Duy đã sáng tác một ca khúc rất là nổi bật vào giai đoạn đó. Ca khúc được mang tên Nương Chiều. Xin mời quý vị thưởng thức qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân. Vân xin hân hoan chào mừng quý vị cùng các anh chị và các bạn yêu âm nhạc Phạm Duy trong đêm nay. Về dục mõ xa xôi ơi chiều ơi, áo chạm về quay lúa trên đê in hình về sườn núi chơi vơi. Đường mòn người lúa thơm hơi ơi chiều chiều ơi chiều ơi chiều ơi
nuôi người gìn giữ non nước. Lấy sức anh tranh với sức tôi, lấy máu cô cho thắng tôi say, đem mồ hôi tươi đồng lúa say. Chiều lúc chiều về mỏng ánh trăng tơ, cho ngày mùa bài hát nên thơ. Ơi chiều ơi, mái nhà sàn thở khói âm u, cô nàng về để suối tương tư. Phường nhiều chiều thiếu quê hương, ơi chiều chiều ơi chiều ơi chiều ơi. Thu về đồng lúa nương chiều, tay dân cày ngừng giữa làn gió, lúa gắt thơm trên những cánh nương, tiếng ru xa nghe ngóng quát thơm, đây nhà nông phá rừng khai luống, mai về để lúa trên làn, ta nuôi người gìn giữ non nước, lấy sức anh chiến với sức tôi, lấy máu tôi cho thắng lúa xa, đem mồ hôi chiều về mọc ánh trăng tơ, cho ngày mùa bài hát nên thơ. Ơi chiều ơi, mái nhà sàn thở khói âm u, cô nàng về để suối tương tư. Phường nhiều chiều thiếu quê hương, ơi chiều ơi chiều ơi chiều ơn quý vị. Xin cảm ơn nghệ sĩ Hồng Vân rất là nhiều. Em xin cảm ơn chị ạ. Kính thưa quý vị, nhạc sĩ Phạm Duy đã được mệnh danh là một nhạc sĩ rất giỏi phổ thơ. Các nhà thơ như Hoàng Cầm, Nguyễn Hữu Loan, Nguyễn Tất Nhiên, Phạm Thiên Thư, những tác phẩm đã trở nên kinh điển và thân thuộc trong lòng số đông dân chúng. Và hôm nay Lệ Thu muốn giới thiệu với quý vị một ca khúc được phổ từ thơ của nhà thơ Hàn Tấn Quang mang tựa đề Em Hát. Có thể xem đây là một ca khúc cuối đời của nhạc sĩ Phạm Duy. Xin trân trọng mời quý vị lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Thanh Trúc. Thanh Trúc xin thân ái kính chào quý vị.
mùa xuân giờ trở lại cho đời mãi hoan ca. Đêm nay em hát ru tình, đêm nay em hát ru mình, lòng ta trao sâm niềm nhớ khúc đàn ngày xưa. Em nghiêng bóng bên đường nhớ đôi mắt mơ màng, môi nhẹ rung tiếng hoa, dòng thương cảm ơn Thanh Trúc rất nhiều. Bó hoa này là của chính tác giả Hàn Tấn Quang gửi tặng cho ca sĩ thể hiện ca khúc. Thưa quý vị, sự nghiệp chính của nhạc sĩ Phạm Duy là sáng tác. Và một ca khúc sáng tác đầu tay của ông về thể loại nhạc tình lãng mạn vào năm 1945 và 1946 sẽ được thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Vũ Bảo, Cây đàn bỏ quên. Lời đầu tiên cho phép Vũ Bảo xin gửi đến tất cả quý vị lời chào trân trọng nhất ạ.
xưa tôi đến nhà em, ra về mới nhớ rằng quên cây đàn. Đêm khuya thao thức mơ màng, chờ mai tìm đến cô nàng ngây thơ. Hôm sau tôi đến nhà em, cây đàn nằm đó nhưng em đâu rồi. Trên phím tươi cười, người tiên tặng đóa hoa đời xinh xinh. Tôi nâng niu cây đàn tình tang đem về say đắm, tôi nâng niu hoa vàng. Khi bông hoa lòng tôi vẫn thương, nhớ người hay nhớ hương. Đàn ơi, tôi cứ lên tiếng than, hay cứ gieo nỗi hoan trên đường lên viễn phương. Người ơi, tôi thường hay muốn biết, với tình hoa thắm thiết, yêu tôi hay yêu đàn, yêu tôi hay yêu đàn. Cô Bảo xin chân thành cảm ơn những tràng pháo tay của tất cả quý vị rất nhiều ạ. Xin chân thành cảm ơn.
Có lẽ là khán giả rất là yêu Vũ Bảo. Dạ vâng. Xin có bó hoa tươi thắm tặng ca sĩ Vũ Bảo. Dạ. Thưa quý vị, ca sĩ Vũ Bảo vừa từ Nhật về đến thành phố lúc 3 giờ chiều. Cứ nghĩ rằng là trong chương trình sẽ vắng Vũ Bảo, nhưng mà có lẽ bác Phạm Duy phù hộ. Dạ vâng ạ, thì Vũ Bảo cũng xin được phép chia sẻ luôn là Bảo vừa có chuyến lưu diễn tại Nhật Bản 2 tuần và cũng vừa đáp máy bay xuống lúc 5 giờ chiều chứ không phải 3 giờ. Và mới xuống thì hơi bị sốc bởi vì bên kia rất là lạnh, ở qua bên kia nhiệt độ chỉ có 0 độ thôi. Về tới sân bay Tân Sơn Nhất nghe người ta báo là 28 độ C thì thấy hết hồn luôn. Bước ra thì hơi bị choáng chút xíu. Nhưng mà cũng cố gắng để đến tham dự cái đêm nhạc đầy ý nghĩa như thế này và gặp gỡ tất cả quý vị, cũng như là hát một bài hát mà Bảo đã yêu mến từ lâu, một sáng tác của bác Phạm Duy, ca khúc Cây Đàn Bỏ Quên. Đây cũng là một bài hát nằm trong album Tình Ca Và Tôi Bảo đã phát hành trong thời gian cách đây 2 năm. Và hy vọng là trong thời gian tới Vũ Bảo có theo đuổi dòng nhạc tình ca thì sẽ nhận được sự ủng hộ nhiều hơn nữa của tất cả quý vị, được không ạ? Vâng, xin chân thành cảm ơn và xin chúc tất cả quý vị một buổi tối thật là nhiều niềm vui, ý nghĩa và hạnh phúc ạ. Xin chân thành cảm ơn, xin chào tất cả. Kính thưa quý vị, có 2 câu thơ đã được đánh giá là một trong những câu thơ hay nhất Việt Nam. Ôi, hay buồn vương cây ngô đồng, vàng rơi, thu mênh mông. Nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ từ bài thơ Tỳ Bà của cố thi sĩ Bích Khê. Và đêm nay trân trọng mời quý vị lắng nghe tác phẩm qua tiếng hát của ca sĩ Thu Vàng. Phiêu diêu
đêm nay khung nàng như đêm hiu, buồn lưu cây đào tìm hơi xuân, buồn sáng cây tùng thắm đông quân, ô hay buồn vương cây ngô đồng vàng rơi thu mênh mông, buồn lưu cây đào tìm hơi xuân, buồn sáng cây tùng thắm đông quân, ô hay buồn vương cây ngô đồng vàng rơi thu mênh mông, vàng rơi thu mênh mông. Tôi xin cảm ơn tất cả quý vị và tôi cũng xin rất cảm ơn nhạc sĩ Duy Cường đã hòa âm phối khí bài Tỳ Bà rất là tuyệt vời. Em xin có bó hoa để tặng chị ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Thu Vàng. Thưa quý vị, chị Thu Vàng là một giọng hát nổi tiếng của tỉnh Quảng Ngãi và cũng có một cái duyên tình cờ chị vào và chị đã nhận lời mời chương trình thể hiện ca khúc Tỳ Bà. Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là một ca khúc nhạc sĩ Phạm Duy đã viết vào thời kỳ chiến tranh và ca khúc ấy đã nói lên tâm tư của người dân, người lính. Xin mời quý vị thưởng thức ca khúc Ngày Trở Về qua tiếng hát của đôi song ca Đông Quân và Thu Trang. Ngày trở về anh bước lê trên quãng đường đê đến bên lũy tre, nắng vàng hoe vườn rau trước hè người đón người về. Mẹ lần mò giơ trước áo, năm áo người xưa ngỡ trong giấc mơ, tiếc rằng ta đôi mắt đã loà vì quá đời chờ. Ngày trở về bên bếp vui anh kể chuyện nghe chuyện người chiến sĩ sống say mê đường xa lắm. Chuyện tình rằng ai hỡi ai, ai nhớ chuyện
xuân đã về trên khắp quê hương, chờ thẹn thùng vì nếu tôi quen em ngoài đồng vắng. Ngày trở về có anh thương binh lấy vợ hiền lành, người đẹp bên anh ta cũng họp hành. Mỗi khi tan công hết nhiệt xếp canh, ngày là ngày có em vui tươi xanh gạo bếp hương, có nắng thơm ngon ôi trời lạnh lùng, có đôi xin trân trọng cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị đã ủng hộ cho Đông Quân và Thu Trang ạ. Cảm ơn. Xin cảm ơn đôi uyên ương. Và xin có hai bó hoa. Bó hoa màu hồng là dành cho Thu Trang và màu vàng dành cho Đông Quân. Xin dạ, cảm ơn. Phần biểu diễn của hai nghệ sĩ rất là tuyệt vời. Và tiếp theo chương trình, Lệ Thu muốn giới thiệu với quý vị một tác phẩm đã từng một thời xôn xao trong giới sinh viên, và xin mời quý vị nhìn lên màn hình LED. Ai mang mùi đó đi rồi, ai mang mùi đó đi rồi. Đôi song ca thật là tuyệt vời. Kính thưa quý vị, quý vị có thể tưởng tượng là đôi song ca của chúng ta là năm nay bao nhiêu tuổi không ạ? Xin Thanh Ngân và Thanh Hà giới thiệu lại một chút, tại vì Lệ Thu biết rằng trong chương trình hôm nay có rất nhiều người chưa được biết Thanh Ngân và Thanh Hà. Lời đầu tiên cho phép Thanh Ngân và Thanh Hà xin được gửi tới người lời chào tới bác Phạm Thiên Thư, bác Phạm Duy và tất cả quý vị một lời chào trân trọng. Thưa quý vị, thưa quý vị, thưa quý vị, thưa quý vị, năm nay thưa là như vậy mà khoác bộ áo chàng Phạm Kim Long. Dạ. Hóa thân vào chàng Phạm Kim Long. Phạm Kim Long thì năm nay 23 tuổi. Còn đây là chị của Thanh Hà, và để cho Thanh Hà tự giới thiệu. Và lời đầu tiên con xin cũng xin gửi tới bác Phạm Thiên Thư và bác Phạm Duy cùng toàn thể các quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và con là Thanh Hằng, năm nay con 33 tuổi, hiện nay con đang công tác tại tạp chí Kiến Thức Ngày Nay. Và rất tình cờ cô Lệ Thu mời con và Thanh Hà hát ca khúc này, con rất là lo sợ nhưng mà cũng rất là vinh dự. Bởi vì trước bác Phạm Duy và bác Phạm Thiên Thư không biết rằng hai con có hát được thành công ca khúc này hay không. Nhưng mà mặc dù hôm nay hai con hát chưa được thành công lắm, nhưng mà hai con cũng rất vui khi được tham dự một buổi đêm thơ nhạc rất là có ý nghĩa như thế này ạ. Kính thưa quý vị, Thanh Hằng và Thanh Hà là hai cô gái không muốn rời bỏ cái tuổi thiếu nhi, cho nên là cứ mãi mãi là hai thiếu nhi. Và hôm nay tháng 6 hành động vì trẻ em, Lệ Thu xin hỏi đôi song ca một câu hỏi thầm thôi, có cho phép không ạ? Dạ được ạ. Xin hỏi là hồi nào đến giờ Thanh Hằng và Thanh Hà đã hôn chàng trai nào chưa? Dạ có, anh chàng này đang theo đuổi thôi ạ. Kính thưa quý vị, hôm nay trong chương trình quyết định Lệ Thu sẽ tìm cho Thanh Hằng và Thanh Hà
hai chàng trai để gửi nụ hôn đầu tiên. Không biết là hai cô gái có bằng lòng hay không? Câu này khó trả lời quá. Con xin chân thành cảm ơn câu trả lời của cô. Và con cũng muốn là mình, cũng như lời cô nói là con cũng muốn là được ở mãi ở cái độ tuổi thiếu nhi như vậy. Rất là vui, và bởi vì mình nhỏ như này, mọi người coi mình như là trẻ con thì được tất cả mọi người yêu quý và được nâng niu chiều chuộng. Dạ. Bây giờ thì vâng, và thân hàng Tân Hà muốn nhận nụ hôn, nhưng mà đó là nụ hôn ở trên má và trên trán á. Rồi bây giờ Lệ Thu sẽ chọn dùng cho Tân Hằng và Tân Hà để xem coi hai chàng trai nào đẹp trai nhất. Kính thưa quý vị, để Lệ Thu tìm xem chàng trai Phạm Duy và Phạm Thiên Tư. Xin hai cô gái bước xuống tận nơi để hôn hai chàng trai của chúng ta hôm nay. Nhưng mà cô ơi, còn quý vị ơi, cho chàng pháo tay để động viên tinh thần hai cô gái. Nhưng mà cô, con vẫn đang ở trong vai diễn của anh chàng Phạm Kim Long, thì hãy để cho con tháo cái mũ ra. Xin hai cô bé xuống tặng hoa cho hai chàng trai và hôn hai chàng trai thật thắm thiết. Quý vị thân mến ơi, xin cho một tràng pháo tay nữa thật lớn, thật lớn. Cô Hoàng Thị Ngọ. Thank you.
xin tặng cho chàng trai một bó hoa, tặng cho Hoàng Thị Ngọ một bó hoa. Và trong buổi tối hôm nay, cô muốn Thanh Hằng và Thanh Hà gửi lời chúc mừng năm mới đến quý vị khán giả. Dạ, lời đầu tiên cho hai con xin được gửi lời chúc tới toàn thể quý vị khán giả bước sang một năm mới luôn dồi dào sức khỏe, an khang và thịnh vượng ạ. Xin cảm ơn Thanh Hằng và Thanh Hà. Mời hai ca sĩ trở về. Kính thưa quý vị, nhạc sĩ Phạm Duy, nếu gọi là một cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam quả là không sai. Và đặc biệt, ông phổ lời Việt cho những ca khúc ngoại quốc thật xuất sắc. Và ngay bây giờ, trân trọng mời quý vị lắng nghe một ca khúc Dòng Sông Xanh. Nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ lời Việt qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Mai. Một dòng trời sao xuyên,
Cảm ơn ca sĩ Ngọc Mai. Quý vị vừa thưởng thức một giọng của chim Vành Khuyên đúng không ạ? Một lần nữa thay mặt chương trình xin cảm ơn ca sĩ Ngọc Mai rất nhiều. Kính thưa quý vị, một biển khúc vang vọng trong thơ của Hàn Tấn Quang đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ thành một ca khúc mang tựa đề Biển Khúc, sẽ được thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Xuân Phú. Xuân Phú xin gửi đến quý vị lời chào thân ái và trân trọng. Xin cảm ơn. Yeah.
vô về thương nhớ bờ cát dài dáng dỡ vang vọng khúc tình ca bờ cát dài dáng dỡ vang vọng khúc tình Và bài hát tiếp theo, Xuân Phú mời quý vị nghe một nhạc phẩm bất hủ của nhạc sĩ Phạm Duy, phổ thơ Hữu Loan, ca khúc Áo Anh Sức Chỉ Đường Tà. Xin mời quý vị cùng nghe. Xin mời quý vị. Đi bộ đội lâu rồi, nàng có đôi người em, có em chưa biết nói. Tóc nàng hay còn sai, tóc nàng hay còn sai. Tôi là người chiến binh xa gia đình đi chiến đấu. Tôi yêu nàng như yêu người em gái, tôi yêu người em gái, tôi yêu người em gái, tôi yêu. Ngày hợp hôm tôi mặc đồ hành quân. Trốn xa xôi nhớ về ngài, lấy trong chiến binh mấy người trở lại, mà nhớ khi mình không về thì thương người vợ bé bỏng chiều quê. Nhưng không chết người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ miền xuôi. Không chết người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ miền xuôi. Nhưng không chết người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ miền xuôi. Ôi ôi, ôi ôi. Tôi về không gặp nàng mà ngồi bên hồ vàng, chiếc bình hoa cười nhớ xưa em hiền hòa áo anh nhớ người yêu màu tím nhớ người yêu màu xinh giờ cũng lìa đời chẳng được nói một lời chẳng được ngó mặt có ba người anh đi bộ đội lâu rồi nàng có đôi người em những em thơ sẽ lớn tóc nàng hay còn xanh tóc nàng hay còn xanh ôi một chiều mưa rừng nơi chiến trường đông bắc ba người anh
được tin người em gái thương đau và tin giữ đi mau rồi tin cưới. Cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Xuân Phú. Xin tặng Xuân Phú một bó hoa. Kính thưa quý vị, trong đêm nay, nhạc sĩ Phạm Duy Hùng sẽ đốt một nén nhang để tưởng nhớ đến người bố quá cố của mình bằng một ca khúc. Chỉ chừng đó thôi, nhạc và lời của cố nhạc sĩ Phạm Duy. Xin quý vị một tràng pháo tay để chào đón tiếng hát của ca sĩ Duy Hùng. Và sau đây là nhạc phẩm Chỉ chừng đó thôi, nhạc và lời của Phạm Duy. Chỉ chừng một năm trôi là quên lời chăn trối hai nỗi thương tình đôi, chỉ chừng một năm thôi, chỉ cần một năm qua là phai mờ hương cũ hoa úa trong lòng ta, chỉ chừng một năm xa khi xưa em gầy gò đi ngang. Tưởng chừng nghìn năm sau chẳng ai
dáng nghe chừng còn khát khao nên gục đầu rất lâu xưng tội cả kiếp sau cả chiều người yêu nhau còn ai là không thấu lên giữ tình sâu vài giọt lệ ướt nhau tia sáng thiên đường cao rọi vào bụng tim nhau Duy Hùng về đây bị thay đổi không khí nữa mới bị dị ứng đúng cái ngày sáng ngày hôm nay vội vã để uống thuốc của chủ tịch lên tặng anh cái đã em đỡ giùm cha và anh nói tiếp và sau đây là bài hát Tình Cầm thơ Hoàng Cầm và Duy Hùng sẽ mời em Duy Cường lên đệm đàn chung xin mời Duy Cường rất tiếc là cái mình mất giọng rồi là hát nó không tới cái nốt cao. Duy Cường xin kính chào quý vị ạ. Nếu anh còn trẻ như năm cũ quyết đón em về sống với anh nhưng khi chiều vàng vơ vất đến anh đàn em hát níu sung xanh có mây bằng bạc gây thương nhớ có anh trăng vàng số quay về với chúng ta ngày tháng thì ba vương ánh nguyệt mộng héo bên sông vẫn đợi chờ nếu có ngày nào em quay gót vui về thăm lại đến thu xa thì đôi mái tóc không còn xanh nữa mây bạc trắng vàng vẫn thướt tha sông gần anh chẳng quay về với chúng ta ngày tháng đi ba hương anh nguyệt mộng héo bên sông vẫn đợi chờ nếu có ngày nào em quay gót vui về thăm lại bên thu xa thì đôi mái tóc không còn xanh mây bạc trắng vàng vẫn thiết tha thì đôi mái tóc không còn xanh mây bạc
ơn tất cả quý vị. Xin cảm ơn tiếng hát của anh Duy Hùng và xin cảm ơn phần đệm đàn của anh Duy Cường. Ban tổ chức có hai bó hoa tươi thắm để tặng hai chàng công tử. Và Lệ Thu chân thành cảm ơn những tràng pháo tay của khán giả. Và xin một tràng pháo tay nữa. Và kính thưa quý vị, thật may mắn trong cuộc đời khi được nghe những dòng thơ như Suối Nguồn Vi Diệu của thi sĩ Phạm Thiên Thư. Và thật hạnh phúc khi những vần thơ được nhạc sĩ Phạm Duy chắp cánh. Xin mời quý vị tiếp tục nhìn lên màn hình Black. Và hôm nay trong chương trình thật là vinh dự có sự hiện diện của nhạc sĩ Phạm Duy. Và tiếp theo chương trình là 2 phút giao lưu cùng nhạc sĩ Phạm Duy. Và Lệ Thu cùng với ca sĩ Thiên Thanh xin được sớm tận nơi để giao lưu cùng nhạc sĩ Phạm Duy. Xin quý vị cho một tràng pháo tay ạ. Con xin chào nhạc sĩ Phạm Duy. Con xin chào bạn. Và một lần nữa con xin chúc nhạc sĩ được trường thọ để sẽ có thêm nhiều tác phẩm cho cuộc đời. Và hôm nay như nhạc sĩ đã biết, Thiên Thanh là một người rất là yêu nhạc của bác. Thì qua mấy tác phẩm Thiên Thanh vừa thể hiện, bác có thể cho quý khán giả đây biết cảm tưởng của bác khi nghe tiếng hát của ca sĩ Thiên Thanh ạ. Trước hết là tôi rất hân hạnh được có mặt trong buổi diễn của chị Thiên Thanh. Thiên Thanh hát hay lắm. Tôi cũng không biết rõ gì hơn bởi vì chỉ có 2 phút thôi. Thì xin là chúc Thiên Thanh sẽ cứ hát hay hoài. Để tôi có dịp để còn sống thì đi xem. Xin cảm ơn. Dạ, con cũng chúc bạn mạnh khỏe để sáng tác thật nhiều bài hát thật không nữa. Xin cảm ơn. Và trước khi trở về sân khấu, con xin hỏi thêm một câu nữa. Thưa nhạc sĩ, năm nay nhạc sĩ được bao nhiêu tuổi ạ? Tôi mới quen 93 thôi. Phải xin báo cáo cho hai xin biết rằng là tôi đáng lẽ tôi phải chết từ cách đây 15 ngày rồi. Bởi vì khi tôi ra Huế và tôi ra Hà Nội đi diễn đó, thì giữa không biết là sao đó. Có lẽ tại vì ngồi ngoài trời nó lạnh quá đó, hay tôi bị trúng gió, tôi bị méo mồm. Hiện tại thì hôm nay là cố gắng để mà đi thôi. Và cũng xin mà ước rằng là sẽ còn sống lâu lâu để còn được tham gia những cái buổi văn nghệ hay như thế này. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, đó là sự thật. Khi mà Lệ Thu cùng với Thiên Thanh đến nhà mời nhạc sĩ Phạm Duy đồng hành với chương trình, nhạc sĩ Phạm Duy đã trả lời rằng tôi rất là vui, trừ khi nào chết thì tôi mới không đi. Và rất là may là ngày hôm nay là tôi đây. Tôi có dịp cảm ơn công khai bác sĩ chương trình đã chữa cho tôi. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Và Lệ Thu trân trọng mời ca sĩ Thiên Thanh, người đã hâm mộ nhạc sĩ Phạm Duy. Thiên Thanh
rất cảm động khi xem lại clip vừa rồi và xin hứa là sẽ hát rất hay để riêng tặng bác Phạm Duy và tặng tất cả quý vị có mặt trong khán phòng hôm nay. Và xin chúc cho Thiên Thanh mãi mãi truyền tải được những ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy. Xin cảm ơn chị. Cảm ơn. Ca sĩ Thiên Thanh rất nhiều. Thiên Thanh đã làm Lệ Thu quá là xúc động. Xin cảm ơn bó hoa và chị Thu. Và xin chân thành cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị đã dành cho chương trình. Và hôm nay
Lệ Thu muốn trân trọng giới thiệu với quý vị một gia đình yêu nhạc Phạm Duy đến ba đời. Đó là nhà thơ Mặc Phong. Ba của nhà thơ Mặc Phong là một người rất ngưỡng mộ nhạc sĩ Phạm Duy. Và trong nhà của ông, tất cả những tác phẩm của Phạm Duy hầu như là đều có. Và trong chương trình tưởng niệm cố nhạc sĩ Phạm Duy, nhà thơ Mặc Phong đã viết một bài thơ để gửi cho chương trình tưởng niệm cố nhạc sĩ. Bài thơ được mang tựa đề Nghĩ về một đời người. Và cũng để thay đổi một chút không khí, trân trọng mời quý vị lắng nghe bài thơ qua phần diễn ngâm của nghệ sĩ Ngô Đình Long và Lệ Thu. Trăm năm một thoáng dài như mộng, một chốn đi về để thênh thang. Trăm năm một thoáng dài như mộng, một chốn đi về để anh may mắn có trăm năm để sống hòa một đời ngang dọc cõi nhân gian. Như cây tùng thách thức cả suối ngàn, trời cao rộng. Bước anh đi cả trời chiều lòng lộng, để âm thanh từ đó vụt thăng hoa, để quê hương thấm đầm bản trường ca và lòng người cùng anh hòa tiếng hát. Những giai điệu, những giai điệu mênh mang bát ngát ngơ, nâng cuộc đời và đất nước bay xa, để hậu thế mãi một đời thương tiếc, để quê hương thầm đậm khúc tình. Sâu lắng trời tàn đông buồn là nghĩ về anh lòng tĩnh lặng sao trời. Tận nơi xa cõi vĩnh hằng vời vợi, nén hương lòng xin vọng đột về tận nơi xa cõi vinh hằng vời vời, nén hương lòng xin đốt na vọng về anh. Em xin cảm ơn nhà thơ Mặc Phong. Xin anh quay lại cho
quý vị nhìn thấy gương mặt của tác giả bài thơ. Xin anh Ngô Đình Long ra nhận bó hoa của nhà thơ Mạc Phong. Cảm ơn nhà thơ Mạc Phong. Anh có muốn nói một điều gì không ạ? Kính thưa quý vị, kính thưa tất cả quan khách, trong cái không khí thật trang nghiêm, thật thiêng liêng, cái đêm đốt nến để tưởng nhớ cố nhạc sĩ Phạm Duy, bản thân chúng tôi cũng như tất cả quý vị, và tôi nghĩ rằng có hàng ngàn hàng vạn người khác trên tất cả quê hương chúng ta và hải ngoại nữa, cũng trong giờ phút này nghiêng mình kính cận để nhớ thương một nhân tài kiệt xuất của chúng ta đã ra đi vĩnh viễn. Mặc dù ông đã ra đi, nhưng tôi nghĩ rằng với tất cả những sự nghiệp ông ta để lại, những giai điệu của ông ta lưu lại cho hậu thế sẽ sống mãi trong lòng của chúng ta, và chắc chắn rằng cũng sống mãi trong lòng của tất cả con cháu chúng ta. Và chúng tôi cũng nhân tiện đây xin chân thành cảm ơn ban tổ chức đã cho chúng tôi có được cái cơ hội viết lên cái cảm xúc thực của lòng mình trước một nhân tài lớn như vậy. Và một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn những tâm tình của nhà thơ Mạc Phong. Kính thưa quý vị, đã khép lại chương trình với phần 1 và tiếp tục phần 2. Trân trọng mời quý vị thưởng thức tiếng hát của danh ca Đức Tuấn. Xin trân trọng mời danh ca Đức Tuấn. Dạ, Đức Tuấn xin trân trọng kính chào tất cả quý vị ạ. Trước khi Đức Tuấn thể hiện cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình với bác Phạm Duy, thì xin Đức Tuấn có thể trả lời một câu hỏi rằng Đức Tuấn đã chọn cái dòng nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy cho cái sự nghiệp ca hát của mình vào năm nào? Cũng chính thực sự mà nói, Tuấn đã lựa chọn và hát các ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy từ lúc mà nhạc sĩ Phạm Duy về nước, và các ca khúc của ông được phép phổ biến lại. Và Tuấn cũng là rất là may mắn là một trong những người đầu tiên cất lên những giai điệu Phạm Duy chính thức tại Việt Nam, và cũng là người đầu tiên phát hành album nguyên một album Phạm Duy tại Việt Nam ạ. Và cái năm đó là tôi nhớ là vào cuối năm 2005. Và không để mất thời gian, xin Đức Tuấn cho quý vị thưởng thức tiếng hát của Đức Tuấn. Dạ, xin cảm ơn ạ. Và chắc là trời về khuya ạ, nên là Tuấn cũng sẽ không nói nhiều ạ. Tuấn sẽ hát luôn từ đầu tới cuối, và quý vị nào mà có muốn Tuấn hát cái gì thì cũng cho Tuấn biết luôn ngay lập tức bằng những mẫu giấy ạ. Dạ, bây giờ Tuấn sẽ hát những bài hát Tuấn chuẩn bị trước với ban nhạc. Xin mời quý vị. Ta buồn của trái tim ta bệnh
chiếc xe lăn rộng già đưa em về dưới mưa áo em buồn lơ thưa đưa em về dưới mưa hỡi cô em bé nhỏ ôi duyên tình đã qua có bao giờ không xưa vai em cho dưới mưa ướt bao thắm linh hồn em nhiều. Xin này cảm ơn quý vị rất nhiều. Và một ca khúc khác của Nguyễn Tất Nhiên mà nhạc sĩ Phạm Duy phổ thơ Nguyễn Tất Nhiên tôi muốn gửi đến quý vị tiếp theo sau đây, đó là ca khúc Thà Như Giọt Mưa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này. Thà như giọt mưa vỡ trên tường đá, thà như giọt mưa khô trên tường đá, thà như mưa gió đến ôm tượng đá, có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không. Dòng máu chưa kịp tràn, dòng máu chưa kịp tràn.
trăm năm về phái tóc nhuộm. Ta chạy mù đời, ta chạy tàn hơi, quỵ té trên đường rồi sợi tóc vương chân người. Ôm tượng đá có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không. Người từ trăm năm về ngang trường luận, người từ trăm năm về ngang trường luận. Ta hỏng hữu tài, ta vụt tình yêu thì hỏng mất rồi. Ta đợi ngày đi đau lòng ta buồn khóc, đau lòng ta buồn khóc. Thà là giọt mưa vỡ trên mặt duyên, thà như giọt mưa khô trên mặt em, để ta nghe thoáng tiếng mưa vội đêm. Những giọt rơi rơi ướt ngọn lòng mong, những giọt rơi rơi ướt ngọn lòng mong, khiến người tên duyên đau khổ muôn miên, khiến người trăm năm đau khổ ăn năn. Dạ, ở đây thì tôi nhận được là Nha Trang ngày về, mùa thu chết, tạ ơn đời, bên cầu biên giới ạ. Dạ, chút xíu nữa tôi sẽ hát một vài bài trong đó ạ. Và để tiếp tục thì xin mời quý vị cùng thưởng thức tiếp theo sau đây. Một ca khúc mà sẽ sớm đi ạ, nó sẽ được phát hành vào khoảng tháng 3 hoặc là cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm nay, năm 2014. Một cái đĩa với tựa đề là Requiem, Đức Tuấn hát với những cái tên, những cái tuyệt phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy. Đây là những cái ca khúc mà rất ít người hát, và ngay cả từ trước đến nay ạ, ngay từ xưa cho tới nay cũng đây là những ca khúc rất là ít người hát. Và ca khúc đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu liền ngay sau đây, đó là một ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy, Phổ Thơ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Đừng Bỏ Em Một Mình. Đừng bỏ em một mình, đừng bỏ em một mình. Trời lạnh quá sao đây, bỏ em một mình. Đừng bỏ em một mình, đừng bỏ em một mình. Chiều lòng gió sao anh đành bỏ em. Lời nào đó, tiếng ân tình hay tiếng cầu kinh. Nhạc nào đó, nhạc gọi người hay nhạc gọi hồn. Đừng lặng thinh, với tiếng chạy tiếng buồn đến đây. Đừng tỏa hương, khói hương vàng che khuất người thương. Đừng bỏ em một mình, đừng bỏ em một mình, đường về nghĩa trang linh hồn. Đừng bỏ em, đừng bỏ em một mình, đừng bỏ em một mình, đường về nghĩa trang. Bỏ em một mình, cùng một lũ côn trùng sẽ giúp thân hình. Đừng
bỏ em một mình, đừng bỏ em một mình, một bộ chim tranh vây chờ cỏ say. Đừng bỏ em một mình, đừng bỏ em một mình, vài ngàn đời sau nữa, vài ngàn đời sau nữa, vài ngàn đời sau nữa, ai mãi nữa còn sống. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ca khúc tiếp theo sau đây thì đây là một ca khúc mà nhạc sĩ Phạm Duy Thường hay kể rất là nhiều những câu chuyện có thật và mang những cái câu chuyện đó vào trong những cái sáng tác của mình. Và đây là một ca khúc thời chiến, và đây là một câu chuyện có thật ở vùng quê Quảng Trị. Xin mời quý vị cùng thưởng thức tiếp theo sau đây ca khúc Bà Mẹ Gio Linh của nhạc sĩ Phạm Duy. Trồng khoai nuôi con đánh giặc đêm ngày, cho dù áo rách sờn vai, cơm ăn bát vơi bát đầy. Gia công sới vụn cây cây
đôi mắt ngó trong ta. Thank you.
hoa thành thảo. Em nhớ trong mùa thu đã chết rồi, mùa thu đã chết. Em nhớ trong mùa thu đã chết. Em nhớ trong mùa thu đã chết. Nhìn nhau nữa trên cõi đời này, trên cõi đời này. Từ nay mãi mãi không thấy nhau, từ nay mãi mãi không thấy nhau, từ đây mãi mãi không thấy nhau. Ta cắt đi một cụm hoa thành thảo. Mùa thu đã chết rồi, ôi ngát hương thời gian buổi thành thảo. Em nhớ chưa rằng ta vẫn chờ em, vẫn chờ em, vẫn chờ em, vẫn chờ em, vẫn chờ, vẫn chờ. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn ban nhạc ạ. Xin cảm ơn mấy anh rất nhiều. Xin mời quý vị cùng thưởng thức tiếp theo sau đây là một ca khúc mà có thể nói là ca khúc chủ đề, cũng là ca khúc mà tương tâm đắc nhất trong cái album lần này. Đó cũng ca khúc này nó cũng nói rất rõ cái triết lý của ông khi đối diện với cái chết. Xin mời quý vị cùng thưởng thức lại ca khúc ông sáng tác vào năm 58, ca khúc Đường chiều lá rụng. Xin mời quý vị. Gió vơi, gió
chiều ôm vòng tay một bó thuyền say thuyền lơ lửng mong từng tiếng xào xạc lá mây là tiếng gọi ra khóc cây hay tiếng lòng mình khóc ai giờ đây. Chiều chưa thôi chiều mến lá chưa buông chết chìm hồn ta như vượt biển bay vần trong đời tiếng lá vàng em như mũi kim mềm sẽ khâu liền kín khung cửa tình duyên lá vàng khô lá vàng khô như nét môi già đã nhăn trở lên nẻo đường băng giá chiều không chiều nữa và đêm lần nữa chẳng thương chẳng nhớ để những lệ buồn khô rơi rớt từ một cõi mơ nghe đất gọi về tiếng ru rơi rụng nữa cành khô và lá thành ngôi mộ chờ đến một trận gió mưa cho giữa tình xa xác xơ cho biến thành nhựa sống nuôi tình thơ tiếp tục thưởng thức một ca khúc của Đức Tuấn tiếp tục thì trân trọng mời anh Viên Ngộ bước lên sân khấu. Trong chương trình hôm nay anh có dành riêng cho ban tổ chức một bức thư pháp. Kính thưa quý vị, nhà thư pháp Viên Ngộ là một nhà thư pháp hàng đầu, có thể gọi là hàng đầu của thành phố. Và anh đã viết một chữ Phạm Duy. Chữ Phạm của anh giống như là một cây tùng và chữ Duy của anh giống như là một tảng đá. Anh muốn nói rằng âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy là vĩnh cửu.
Và bức thư pháp này xin được trân trọng tặng cho gia đình cố nhạc sĩ Phạm Duy. Và em trân trọng mời anh Duy Cường và anh Duy Hùng bước lên sân khấu để đón nhận cái tấm lòng của nhà thư pháp Viên Ngộ dành cho gia đình cố nhạc sĩ Phạm Duy. Và em trân trọng mời họa sĩ Triệu Sơn, trưởng ban tổ chức chương trình, đại diện cho nhà thư pháp Viên Ngộ trao tặng món quà. Xin họa sĩ Triệu Sơn tượng trưng trao món quà. Hai anh đón nhận ạ. Và chương trình sẽ gửi đến nhà sau. Vâng, xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, với dòng nhạc của cố nhạc sĩ Phạm Duy thì có lẽ Đức Tuấn là một trong những ca sĩ thể hiện thành công. Và xin quý vị tiếp tục thưởng thức một ca khúc để Đức Tuấn khép lại chương trình vì thời gian có hạn. Xin một tràng pháo tay để tiếp sức cho Đức Tuấn ạ. Dạ, nhưng mà cho ở đây thì đúng là trời về khuya và cũng chắc chắn là quý vị cũng mệt rồi đúng không ạ? Dạ rồi thì bây giờ tôi sẽ nói nhanh vậy là tôi sẽ hát luôn hai bài cuối cùng để tặng tất cả mọi người. Dạ. Vâng, xin cảm ơn. Và hai bài này thì đây là hai cái bài có thể nói đặc trưng nhất của Phạm Duy mà tôi nói nhanh thì đó là ca khúc Tình Hoài Hương và Tình Ca. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Xin một tràng pháo tay ạ. Sông đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng vuông vắn, lúa thơm cho đủ hai mùa, dân trong làng trời về khuya vắng tiếng lúa đầy mê. Quê hương tôi có con đê dài ngây ngơ, lúc tan chờ chiều xa ta, bóng nâu trên đường bước dồn, lửa bếp nồng, vòm tre non, làn khói ấm hương thô, vòm tre non làn khói ấm. Của mình cười ai về về mua lấy lấy miệng cười để riêng tôi mua lại mảnh đời thơ ngây thơ. Trên đồi năm mộng gì chờ nghe tôi thổi khúc sáo trời vời. Quê hương ơi tóc xương mẹ già yêu dấu, tiếng ru nỗi niềm thơ âu, cách tay em tựa mái đầu, ôi bóng hình từ bao lâu còn ghi mãi sắc màu.
ai về, về có nhớ, nhớ cô mình chăng? Tôi về, về tôi nhớ, hàm răng, răng của mình cười. Ai về, về mua lấy, lấy cái cười, để riêng tôi mua lại mảnh đời thơ ngây thơ. Quê hương ơi, bóng đông đàn em bé, nắng chưa im lìm trong lá, những con trâu lành trên đồi nằm bồng gì, chờ nghe tôi thổi khúc sáo trời. Tóc xương mẹ già yêu dấu, tiếng ru nỗi niềm thơ ấu, cánh tay em tựa mái đầu, hồi bóng hình từ bao lâu còn nghi mãi sắc màu. Tình hoài hương, khói lam hương tâm hồn chìm xuống, chiều xoay hương, sống vui trong mối tình muôn đường, tình ngàn phương, biết yêu nhau như lòng đại dương. Người biết xin hẹn cảm ơn quý vị rất nhiều và tình ca. Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi mẹ hiền ru những câu xa vời. À ơi tiếng ru muôn đời, tiếng nước tôi 4.000 năm dòng dã buồn vui, khóc cười theo mệnh nước nổi trôi. Nước ơi tiếng nước tôi, tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi, thoát ngàn năm thành tiếng lòng tôi. Nước ơi tôi yêu tiếng ngang trời, những câu hò giận hờn khôn nguôi, nhớ nhung hoài mảnh tình xa xôi, vững tin vào mộng đẹp ngày mai. Một yêu câu hát trên kiều, lặng lờ như tiếng sao diều. Phơi phới bên bờ biển xanh,
ruộng đồng vun sóng ra thái bình, nhìn trùng dương hát câu nó lầy. Đất nước tôi dãy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn, đất miền Tây chờ sức người vươn. Đất ơi, đất nước tôi, núi rừng cao miền Bắc lửa thiêng, lúa miền Nam chờ gió mùa lên. Lúa ơi, tôi yêu những sông Trường, biết ai tình ở dòng sông Hương, sông nó đây là nhờ Kiều Long, máu sông Hồng đỏ vì chờ. Người yêu thế giới mịt mùng, cùng tôi dày đắp ruộng đồng đồng Việt Nam. Làm sao chẳng cái chim ngàn nhìn chung Nam Bắc kê thang hàng bên nhau. Làm sao đôi sương nắng bên bờ ruộng sâu, vài ngàn năm đứng trên đất nghèo, mình đồng xa sắt không phai màu. Tấm áo nâu những mẹ quê chỉ biết cần lao, những trẻ quê bạn với đàn trâu. Áo ơi, tấm áo nâu duôn mình đi từ cõi rừng sâu, dắt dìu nhau vào đến Cà Mau. Áo ơi, tôi yêu biết bao người Lý Lê Trần và còn ai nữa, những anh hùng của thời xa xưa, những anh hùng của một chân dung của cố nhạc sĩ Phạm Duy. Kính thưa quý vị, Lời Thu thấy nhạc sĩ Phạm Duy móc từ túi ra một tờ giấy có viết những cái dòng chữ gì. Có lẽ là nhạc sĩ muốn có nói một điều gì ạ? Thưa các anh các chị, thật là hân hạnh cho tôi đã được tới tham dự đêm thơ Phạm Thiên Thư với lại nhạc Phạm Duy.
Khi tôi mới gặp anh Phạm Thiên Thư thì thi sĩ đã gọi cái cuộc gặp gỡ đó là gặp gỡ giữa đám mây và ngọn núi. Tôi nhú nhận hơn thì tôi cũng cảm thấy giận như thế, nhưng mà tôi chỉ nói rằng là giữa cái lúc tôi mà hoang mang thì anh Phạm Thiên Thư là cái nơi ẩn náu của tôi. Nhưng bây giờ đêm hôm nay thì không đâu đâu gì có cái chuyện ẩn náu nữa. Đêm nay chúng tôi đã tham gia vào một cái việc nghĩa, một cái việc giúp trẻ em nghèo, thì chúng tôi xin hân hạnh là chúng tôi xin yêu cầu quý vị là nên đóng góp rất nhiều cho để trẻ em nghèo. Kính thưa quý vị thân mến, để khép lại chương trình nhớ Phạm Duy, Lệ Thu xin thay lời gia đình Phạm Duy và tất cả khán giả chân thành cảm ơn những nhà doanh nghiệp có tấm lòng yêu nhạc Phạm Duy. Và xin chân thành cảm ơn Phương Nam Phim đã ủng hộ cho chúng tôi được thể hiện những ca khúc trong tác quyền tác phẩm. Và xin chân thành cảm ơn đội ngũ nhân viên của phòng trà Nam Quang đã giúp đỡ tận tình cho chương trình được thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị em nghệ sĩ đã đóng góp hết mình cho chương trình được bay bổng. Và Lệ Thu một lần nữa xin mời anh Lê Quốc Ân và những người yêu nhạc Phạm Duy, yêu mến ca sĩ Đức Tuấn bước lên sân khấu để chụp chung một tấm ảnh lưu niệm và ghi hình lưu niệm. Và trước lúc ra về, một lần nữa thay lời ban tổ chức kính chúc quý vị một lời chúc an lành ra về với niềm vui trọn vẹn và ngập tràn hạnh phúc. Và xin gửi đến tất cả quý vị lời chào tạm biệt thân ái.